Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ và em sơn đất phát tình đến từ salon Yusuka Việt Nam có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B chung cư Hà Nen Ngày hôm nay thì em tình lại nên sóng một sản phẩm cực kỳ yêu thích của bên em đó là một chiếc xe máy dầu 7 chỗ gầm cao SUV à, Chiếc xe này thì đó là chiếc xe Ford Everest và là phiên bản Titanium một cầu mọi người nhé Xe thì được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất đen Chiếc xe được sản xuất và đăng ký là năm 2020 xe đăng ký tên cá nhân biển gốc tỉnh một chủ tư mới lăn bánh đúng 4 vạn km xin và sau đây thì em tình sẽ quay chi tiết ngoại thất và nội thất của chiếc xe để mọi người cùng xem và tham khảo nhé xe thì cực kỳ đẹp và rất là mới về tổng quan chi tiết sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe này thì uh, chiếc xe còn uh, nước sơn zin lên tới tầm khoảng 90% mọi người nhé và đặc biệt hơn là chiếc xe đã được bác chủ thay nguyên một cái dàn lốp off-road cực kỳ đẹp rồi đó bởi vì bác chủ thì uh, rất thích cái phong cách của Offroad nên là những cái chi tiết mà độ đẽo thêm cho chiếc xe này thì bác chủ mang một cái thiên hướng cực kỳ là cơ bắp luôn mọi người ạ. Đó thì sau đây em sẽ quay chi tiết để mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Xe thì rất là đẹp và rất là mới rồi. Một chiếc xe 2020 phiên bản một cầu Titanium và chạy được 40.000 km zin thì đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp mọi người nhé. Đó. À, mặc dù thì à, đây là một chiếc xe phiên bản một cầu Nhưng cũng được trang bị rất là nhiều option cao cấp cũng như là tiện nghi Ở trên dòng xe Ford này cũng như là mọi người thấy là hàng ghế trước của chiếc xe này được Đều được trang bị là ghế chỉnh điện Cốp được trang bị chỉnh điện và có cả chức năng đá cốp thông minh Và đặc biệt hơn là hàng ghế thứ ba trang bị à, ghế chỉnh điện 100% mọi người nhé Đó Em sẽ quay chi tiết một vòng này để mọi người cùng xem giúp em nhé Xe cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ miễn chê luôn nhé Lăn bánh đúng 4 vạn km din. Đó. Và đặc biệt hơn thì uh, xe cửa hàng em bán ra thì uh, có cam kết và bảo hành bằng văn bản cũng như là bao trách hãng cho tất cả mọi người. Đó, nếu như sai cam kết là em Tình sẽ nhận lại xe hoàn lại tiền. Xe thì luôn luôn là cam kết chuẩn chỉ không đâm đụng tai nạn ngập nước thủy kích. Máy móc động cơ số nguyên bản giấy tờ đầy đủ sang tên hợp pháp không tranh chấp không phạt nguội. Uh, đặc biệt hơn là km em bao zin, 4 vạn không tua cho mọi người và bên em hỗ trợ giao xe toàn quốc, hỗ trợ đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc. Đặc biệt hơn nữa là hỗ trợ trả góp ngân hàng giá trị vay cao lên đến, đến 70% giá trị xe cho mọi người nhé. Mọi người cần thêm thông tin cũng như hỗ trợ và tư vấn thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em hoặc là inbox Zalo 0911 666 325 để em tình có thể tư vấn kỹ hơn cho anh chị cũng như là chốt cho anh chị cái giá án tốt nhất. Và chiếc xe này thì hiện tại thì đang được cửa hàng bên em trả bán với mức giá là 1 tỷ 139 triệu đồng giá thì vẫn còn thương lượng và giao lộc thêm được cho anh chị nhé. Đó. Ngoại thất thì em đã quay rồi, sau đây thì em sẽ quay đến phần nội thất để mọi người cùng xem thêm và đánh giá giúp em. Đó, xem chiếc xe này nó có thực sự đẹp và giá mới như em tình nói hay không nhé. Đó, phiên bản một cầu vẫn được trang bị ghế chỉnh điện, hàng ghế trước cùng ghế lái và ghế phụ này. Vô lăng và cần số thì được khâu bọc ra nguyên bản, vô lăng thì có trang bị ở uh, rui uh, cruise control này, cruise control giới hạn tốc độ này, đàm thoại dành tay kết nối bluetooth này điều hòa là tự động hai vùng độc lập mọi người nhé đó màn hình thì đã được bác chủ nâng cấp nên màn hình cao cấp và thông minh rồi đó có gắn thêm đó là hệ thống cam hành trình là phòng trần màu đen nội thất đen ngoại thất đen nói chung tất cả đều đen hết rất là đẹp luôn lăn bánh zin 4 vạn km mọi người nhé đây là hàng ghế thứ hai của chiếc xe Ford Everest rất là đẹp luôn đó cực kỳ rộng rãi cũng như là cao giáo mọi người nhé à, hơn nữa thì đây là một chiếc xe máy dầu vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu tiếp đến thì em xin mời mọi người cùng em xem qua phần khoang cốp của chiếc Ford Everest này cốp thì như em đã nói rồi được trang bị là cốp chỉnh điện cũng như là có chức năng đá cốp thông minh đó và tất cả những cái phần này là bác chủ đã dán ốp carbon chống xước hết rồi mọi người nhé. Và như mọi người thấy này, cái phần nhựa hai bên hông xe của phần cốp này các bác chủ đi cực kỳ giữ nên là không hề bị xước xác quá nhiều. Và hàng ghế thứ ba được trang bị chỉnh điện 100% mọi người nhé. Và khi chúng ta không sử dụng đến 7 chỗ thì chúng ta gập xuống sẽ có một cái không gian cốp vô cùng rộng rãi. Đó. xe thì rất đẹp và rất là mới rồi ngoài ra thì bên em có cam kết và bảo hành cũng như là bao trách hãng cho tất cả anh chị em trên toàn quốc nhé mọi người có nhu cầu thì cần liên hệ cho em và cần xem thông tin gì về hình ảnh cũng như là có thể gọi fake time cho em để xem từng chi tiết một nhé để em có thể phục vụ tất cả mọi người tư vấn cho anh chị một cách kỹ càng nhất đó thế còn xe bên em thì về chất lượng cũng như là pháp lý thì mọi người hoàn toàn yên tâm tuyệt đối giúp em nhé đó. Bên em thì chỉ làm xe chuẩn thôi. Xe lỗi là em bỏ qua mọi người nhé. Đó. Ghế phụ cũng được trang bị ghế chỉnh điện và rất là đẹp luôn. trên gương thì cũng được trang bị là hệ thống cảnh báo lệch làng. Đó. Rất là xịn sò luôn mọi người ạ. Em xin tổng hợp chi tiết lại chiếc xe này. Đó là chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium một cầu. Màu đen nội thất đen sản xuất và đăng ký là năm Tên cá nhân một chủ từ mới mọi người nhé xe lăn bánh đúng 4 vạn km zin và hiện tại thì đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá là 1.139 triệu đồng. Giá thì vẫn còn thương lượng và có thể giao lọc thêm được cho tất cả anh chị và các bạn trên toàn quốc. Bên em thì uh, luôn luôn là hỗ trợ tất cả mọi người để hoàn thành giao dịch. Uh, mọi người uh, nếu như có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử cảm nhận về sản phẩm nhé. Giá bên em thì luôn luôn sẽ có giá tốt nhất cho quý chị thiện trí. Uh, clip về chiếc xe Everest 2020 bản Titanium 1 ạ một cầu ngày hôm nay thì em tình cũng xin phép kết thúc tại đây cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người ở những video sau.